Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hồng Phim Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hấp dẫn có trong ngày hôm nay nhé Bí mật nơi góc tối là bộ phim Thành Xuân được cải biên từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử Không chỉ gây sốt nhờ nội dung hay mà bộ phim còn sẫu dặn cắt cực phẩm khiến khán giả tầm tắc khen ngợi Hãy cùng chúng mình điểm qua dạng diễn viên cực phẩm trong phim Bí mật nơi góc tối nhé Đầu tiên, Trần Chiết Viễn vai Chu Tư Việt Trong bí mật nơi góc tối, Trần Chiết Viễn đảm nhận vai Chu Tư Việt, trang học bá thông minh bẩm sinh. Về ngoài điền trai ấm áp đã giúp Trần Chiết Viễn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Nhiều người phải thốt lên rằng thanh xuân nợ chúng ta một Chu Tư Việt ôn nhu như vậy. Trần Chiết Viễn sinh ngày 29 tháng 10 năm 1996, do nhập làng giải trí năm 19 tuổi. Năm 2016, anh chàng bén duyên với diễn xuất với vai chính đầu tay trong bộ phim Thanh Xuân nhẹ nhàng bí quả. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trần Chiết Viễn đã sở hữu một gia tài phim với những bộ phim đình đám như Phường Lệ Cửu Thiên, Tuyệt Đại Song Kiêu, Tổ Tông Thân Yêu Của Tôi, Thám Tử Phố Tàu. Thứ hai, Từ Mậu Khiết, Vai Đình Tiễn Tiễn. Từ mộng Khiết được biết tới rộng rãi sau khi tham gia sáng tạo doanh 101 và chính thức ra mắt cùng với Hòa Tiễn Thiếu Nữ. Sau khi nhóm còn hoạt động, hầu như từ mộng khiết rất mờ nhạt và không nhiều tài nguyên như những thành viên khác. Vài diễn đình tiến tiến trong bí mật nơi góc tối đã giúp cô nàng đến gần hơn với khán giả. Với nhan sắc ngon ngào trẻ trung, từ mộng khiết trở thành nữ thần thanh xuân thế hệ mới trên màn ảnh hòa ngữ. Dù không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất như nam chính, vậy nhưng từ mộng khiết vẫn được yêu thích nhờ nét diễn tự nhiên trong sáng Hiện tại, cô nàng đang trở thành tiểu hoa đán đang được kỳ vọng nhất làng giải trí trong thời gian tới. Thứ ba, Vương Trạch Hiên vai Tống Tử Kỳ Vương Trạch Hiên có lẽ là cái tên quá quen thuộc đối với các mọt phim hòa ngữ. Anh chàng từng xuất hiện qua nhiều vai nam phụ trong một số bộ phim ăn khách như Bạn gái dưới lầu xin ký nhận, Thu Thiền, Xin chào người bạn phản biện, Nam Phương Kiều Mộc. Sở hữu khương mặt điền trai chiều cao lý tưởng, cộng thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất, anh chàng nhận được sự chú ý của không ít đạo diễn lớn. Tuy nhiên, anh chàng vẫn chưa nhận được vai nam chính nào trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Khán giả đang đón chờ những dự án mới của anh chàng và hy vọng Vương Trạch Hiên sẽ vào vai nam chính trong thời gian tới. Thứ tư, Vương Nhất Lam vai Khổng Sa Địch Nếu xem phim bạn không thể không nhớ tới Khổng Sa Địch, có bản thân nghĩa hiệp của nữ chính Đinh Tiễn Tiễn. Vào vai cô nàng bướng bình nhưng không kém phần đáng yêu, Vương Nhất Lam được khán giả đặc biệt yêu thích. Hình ảnh đôi bạn thân giận dỗi muốn làm lành vậy nhưng chẳng thêm mơ lời của tiễn Tiến và Sa Địch khiến nhiều người một lần nữa quay về quãng thời gian cấp 3 năm nào. Vương Nhất Lam sinh ngày 26 tháng 6 năm 1999. Với nhan sắc xinh đẹp và lối diễn tự nhiên, cô nàng đang được nhiều khán giả lục tung tìm profile mọi nơi. Hy vọng sau bộ phim này, Vương Nhất Lam sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa trước mặt công chúng. Thứ năm, Phan Chị Hân vai Tô Bách Tùng. Trong phim Phan Chị Hân thủ vai Tô Bách Tùng, học trưởng, vô cùng thân thiết với Đinh Tiến Tiến. Nhiều lần Chu Tư Việt cũng phải phát ghen với đàn anh học giỏi lại đẹp trai này. Ngoài hình sáng, gương mặt ưu tú, Phan Chị Hân là chàng trai nam phụ được yêu thích nhất trong phim. Phan Chị Hân sinh ngày 20 tháng 6 năm 1999. Anh chàng tốt nghiệp khoa trình diễn thời trang của Học viện Thời trang Bắc Kinh. Cho thân từ người mẫu, hiện tại, anh chàng đang đầu quân dưới trướng của công ty gia hành. Phan Chi Hân từng góp mặt trong nhiều dự án phim như Tam sinh tam thế trầm thượng thư, Em là núi và biển trong mắt tôi, Bạn gái 99 điểm. Chúng mình là Hồng Phim, nếu như các bạn cảm thấy những bộ phim mà chúng mình vừa kể trên rất hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đầu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!